đành ngàn tháng đủ qua bao mùa bao giờ sắc sơ rừng lá úa mùa thu gió heo mây giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu lòng tham lòng thù hờn sao kiếp người vương mơ lòng người thâm độc hiểm sâu hơi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình còn lắm bề dâu lòng người thâm độc hiểm sâu hơi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình chắc chắn anh đang điều tra về kho báu Chăm. Chắc là em ở Lào mới về phải không Tuyết? Không có liên quan là sao? Thì ở bên đó đó, tưởng tượng như tượng do vậy đó. Thôi nè, mình dẫn như vậy là đủ rồi, anh mời em đi ăn nha. Anh không có tính khai thác tin gì từ em đấy chứ? Cũng có thể. Ví dụ như là sở thích của em là gì và yêu ai chưa? Vân vân. Mình đi em. Có vẻ anh ấy đúng là một luật sư thiệt. Mình có nên gặp mẹ không đây? Chú ơi, xe chưa xong chú ơi. Con hẹn chú ngày mai, có gì ngày mai chú lại lấy.
ơi, chú ngồi yên một chỗ giùm con đi, phiền phức đủ chuyện lắm. Chú ngồi yên một chỗ giùm con được không? Anh ơi, coi giùm chiếc xe. Ủa, xe bị gì vậy anh? Em không biết nữa, đập hoài nó không nổ. Rồi, anh ngồi chờ em một chút nha. À, xe bị hư cái IC anh ơi. Anh ngồi chờ tí đi, để em sửa xong rồi anh lấy xe liền luôn. Dạ. Anh lại ghế ngồi đợi em nha. Dạ. Sao giống chữ ba mình quá vậy? Ủa? Chú ơi, xe chú bị gì vậy? Chú ơi. Ủa, xe chú bị gì vậy anh? À, chú này bị câm anh ơi. Nhìn ổng thấy tội lắm, vừa chạy xe ôm vừa bán vé số. Xong rồi anh? À, xe xong hết rồi anh. Nhiêu tiền vậy anh? À, tất cả 50 ngàn đó anh. Cảm ơn anh. Dạ đây, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Không biết mày còn ở nhà hay không, hay là đi bán luôn. Thưa chú con về. Nó tính đi đâu đây? Hay là lên rừng? Nó đã nhận được di chúc của mình. Có lẽ nó sẽ không mấy tin vào kho báu, nhưng mà chỉ sợ là nó sẽ lên gặp Cam Ri để tìm mình. Làm sao mà cho nó biết mình vẫn còn sống bây giờ hả? Mày giỡn tao hả? Mày giỡn tao hả? Mày à mày, trả lại
ba lô cho em. Bây giờ mày tính sao mày? Mày nghe chưa? Mày đợi chưa? Dạ. Mày hả mày? À, anh ơi. Mày đợi chưa? Dạ, dạ. Em đợi nhưng mà anh trả lại ba lô cho em. Dạ từ đây. Dạ dạ từ đây anh. Ôi. Anh ơi. Không biết ba mình ở nhà có xảy ra chuyện gì không nữa. Anh. Em. Chúc mừng em. Ủa? Mà quà ở đâu vậy? Ai tặng cho anh hả? Anh tặng chúc mừng em đó. Nè em. Nè tặng em. Sao lại tặng em? Chúc mừng gì hả anh? Vậy đã chính thức tai qua nạn khỏi. Thôi lát nữa anh sẽ đưa em về nhà. Anh đã sắp xếp xong dược sĩ cho em với ba rồi. Em cứ yên tâm về nhà, không cần phải ở đây nữa. Vậy hả anh? Em cảm ơn anh nhiều nha. Em này, anh là gì của em mà phải cảm ơn chứ. Em đúng là khá xấu quá. Bảo vệ cho em là trách nhiệm của anh mà. À, anh nói gì mà em giận hả? À, anh xin lỗi nha. Không phải lỗi tại anh đâu, mà tại vì Azura. Tại cô đã về Malaysia rồi nên em hơi buồn chút xíu. Ủa, cô về hồi nào vậy em? Sao không thấy báo trước vậy? Dạ, tại vì cô phải đi gấp quá. Ừ. Anh có việc này muốn bàn với em nè. Em chịu không? Ừ. Chuyện gì? Anh muốn em bớt buồn thôi. Hay là em qua công ty làm chung với anh nha. Công việc sẽ làm em bớt nhàm chán và quên đi những lo lắng thời gian qua. Vậy còn ba em? Anh biết là ba em kêu em về quản lý công ty của ba, nhưng anh nghĩ em qua công ty của anh làm việc anh sẽ yên tâm hơn nhiều. Dạ. Thôi, anh xuống dưới gặp giám đốc khách sạn để cảm ơn họ đã lo cho em. Dạ. Đi em. Sử dụng khẩu súng này để giết con Kim Hạnh.
Ủa ba, nãy giờ ba ở đâu vậy? Có tìm ba hoài không gặp. Có chuyện gì? Ba à, có chuyện này con muốn hỏi ba. Thôi, con ra ngoài đi. Nhưng mà con... Ba nói đi ra ngoài đi để ba nghỉ ngơi. Đi. Mệt quá. Alo. Giờ mày sao? Nếu không chịu đưa tiền cho anh á thì cứ ở đó mà nằm mơ về chiếc ba lô đi. Được thôi, ông không đưa tôi cũng được. Ông cứ việc giữ lấy đi. Dù sao thì nó cũng chẳng có giá trị gì. À, chiếc ba lô thì cũng có giá trị gì, nhưng mà bản đồ kho báu thì chắc có giá trị phải không? Sao, anh mày nói đúng chứ? Anh nằm mơ chứ ban ngày hay sao? Và mấy chuyện tào lao đó anh cũng nói được nữa hả? Nếu tào lao thì chú đã không bảo anh cướp cái ba lô của thằng nhóc đó rồi. Giờ sao? Thôi được rồi, bây giờ sẽ gặp nhau ở quán cà phê cũ. Tôi sẽ đưa cho anh những gì đã hứa. Vậy là chú biết điều đó. Ôi thôi, ông anh. Tôi không ngờ là ông anh làm được việc hay đó nha. Nhưng mà từ nào giờ em đã tưởng anh là giang hồ giặc không chứ? Tiền đâu? Tiền à? Làm gì nóng dữ vậy? Đưa ba lô đây. Tao đâu có ngu mày, tiền trao cháo múc. Mày làm gì? Mày đưa đâu? Buông ra. Ông không buông ra, tôi gọi ngay cảnh sát 113 liền. Mày định phản tao hả? Buông ra. Anh đừng có nóng. Làm gì cho tôi á, tôi sẽ trả tiền cho anh. Nhưng mà ít thôi. Mà khoan đã, để tôi kiểm tra lại. Tốt. Tiền mày. Thank you.
giữ luôn bên mình cho chắc anh. Không được, phải để đâu chứ, đem theo cả một núi vàng như vậy, lỡ có chuyện gì chắc tức điên lên chết. Không được. À, chỗ này là an toàn nhất. Dạ, con cũng định tối nay qua thăm ông nè. Dạ. Giữa đành ngàn tháng đồ, qua bao mùa bao giông, sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đành ngàn tiếng súng than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hận, sao kiếp người vương mơ. Hỡi nhân thế bởi vì đâu, vì đâu gian dối lòng nhau gieo bao nỗi đau, khi đường đời còn lắm bề dâu, lòng người thâm độc hiểm sâu. Lời nhắn thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình yêu.